Hoan hỉ chào mừng quý bác anh chị đã đến và đồng hành cùng kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác anh chị năm mới. Xuân sang Tết đến khắp gần xa, phúc đức an khang chúc mọi nhà, lão thọ trường hào thêm sức khỏe, tử tôn tài trí được vinh hoa, công tư lộc phát thuận đà tín, xã hội phồn vinh nhân thế hòa, như ý cát tường an lạc hưởng, năm nay giáp thìn khải hoàn ca. Và quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Giới tiên tri cảnh báo tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, gặp đại hạn triền miên, vỡ nợ trắng tay, tiền bạc đội nón ra đi vì 4 tháng đại hạn xui xẻo này, xem ngay để bảo toàn tài lộc, đón thời giàu sang. Quán vô thường rõ thất tồn, bội thu mất mát vuông tròn đầy vơi, lênh bênh chuyển tiếp giạt trôi, đừng buồn đau khóc lại ngồi tiếc than, quán vô thường để bình tâm. Núi mòn sông cạn kiếp nhân sinh bèo, mong manh ngắn ngủi tan vèo, đầy cao nặng lớn sớm chiều đã bay, quán vô thường tỉnh giấc say, thoát mê mà sống tháng ngày thường thôi. Thưa quý vị thân mến, thay đổi vận mệnh, đời đời giàu sang, sống trong hạnh phúc và tiền tài là điều mà tất cả chúng ta đều cố gắng để hướng đến, có đúng không ạ? Tuy nhiên ở đời không ai biết trước được điều gì, hôm trước mới nhà cao cửa rộng, nhung lụa phú quý mà hôm sau đã phải đứng đầu đường xó chợ, nợ nần chồng chất rồi. Tuy nhiên, sau đây Minh Đường Tử Vi xin đưa lời cảnh báo sớm tới quý cô bác tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, cần đặc biệt lưu ý những tháng đại hạn này trong năm Giáp Thìn, kẻo đang giàu cũng hóa nghèo, vận hạn triền miên, xui xẻo liên tiếp, gia sản tích lũy cả đời bay mất sạch, lâm vào cảnh khốn đốn lầm than, gia đình ly tán, nặng hơn là lìa xa nhân thế. Vậy, cụ thể đó là những tháng nào, vận trình tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 sẽ diễn biến như thế nào và cách hóa giải vận hạn ra sao? Để gặp giữ hóa lành, biến nguy thành an, công việc hanh thông, tài lộc ùn ùn kéo về nhà, gia đạo bình an, tinh thần hạnh phúc, thì xin mời quý vị cùng đón xem qua video ngày hôm nay và đừng bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào cô bác nhé. Video ngày hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Thứ nhất, đặc trưng tính cách làm nên một Bính Ngọ trí tuệ, anh minh xuất thế và can trường bản lĩnh trong cuộc sống. Thứ hai, tổng quan tử vi tuổi Bính Ngọ năm 2024 đầy đủ trên các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, gia đạo và sức khỏe. Thứ ba, tuổi Bính Ngọ sẽ gặp phải những tháng xui xẻo nào trong năm Giáp Thìn, làm cách nào để gặp hung hóa cát, vận may tài lộc ùa về và đâu là tháng tốt của Bính Ngọ trong năm Giáp Thìn để phát tài, phát lộc, gặp nhiều may mắn. Thứ tư, ngũ hành tương sinh, tương hợp trong phong thủy cho người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Cuối cùng, chia sẻ về hai quý nhân mà cô bác tuổi Bính Ngọ cần trân trọng, về già mới mong hạnh phúc, xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nhé. Giới tiên tri cảnh báo tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, gặp đại hạn triền miên, vỡ nợ trắng tay, tiền bạc đội nón ra đi vì 4 tháng đại hạn xui xẻo này, xem ngay để bảo toàn tài lộc, đón thời giàu sang. Hai chân trụ vững hồng trần, lộc tài phú quý long lân sung vầy, hai tay tạo dựng nơi đây, phụng song long bước trời mây hạ phàm, phát lộc phước đức chăm làm, trăm năm sức khỏe người phàm thua xa. Bính Ngọ thân mến, đất trời vốn có luật thường hằng, đằng sau bóng tối chính là ánh sáng, sau suy tức là thịnh, sau khó cũng là thời điểm đời được thuận may. Năm 2024 này của Bính Ngọ là một năm ánh mặt trời chói chang, sẽ mang tới nguồn năng lượng mới, đưa tới những điều mới mẻ, truyền vào sức sống chất dinh dưỡng cho mọi điều đều được thăng hoa. Tận dụng lúc trời quang mây tạnh, nắng chói dồi dào này là một điều quan trọng sau nhiều năm lòng vòng tuy có thành quả nhưng chưa thật sự vừa lòng. Là một Bính Ngọ ngoài việc mong gia đình ổn an, thân tâm ổn định thì luôn ẩn chứa nhiều tham vọng, thích tự lập, yêu tự chủ, muốn thành công, trông thành tựu, nên một Bính Ngọ sẽ luôn vào đời sớm, thua có, thiệt có, sẽ luôn khởi nghiệp sớm, thành có, bại có, sẽ nhảy từ việc này qua việc khác, trải từ chỗ này qua chỗ khác,
thử từ lĩnh vực này qua lĩnh vực khác, sẽ đường dễ mà không đi, đi vào đường cụt, đường quang mà không tiến, thích tiến vào rừng rậm tìm lối riêng cho bản thân mình. Vì một bính ngọ luôn sống và làm việc, quyết và lựa chọn theo từng giọt cảm xúc chân thành nhất của bản thân, không ngần ngại chẳng nghĩ suy, không lo thiệt hơn, chẳng trông được mất. Cố chấp vì cái hạt mầm đúng thì gọi là kiên trì bền bỉ, cố chấp vì cái hạt mầm sai thì tức là bảo thủ nhiều phần, nên trước khi lựa chọn đường hướng hay đưa ra quyết định của 2024, bính ngọ cần ngồi lại mà tự vấn, ngẫm nghĩ lại cuộc hành trình ngược xuôi lòng vòng của chính mình, được gì, mất gì, tiếc gì, hối gì, cái gì mình đã làm không hết sức, cái gì vì sự chấp mê của bản thân mà khiến nó ám ảnh nhiều phần. Sau đấy, lại nghĩ xem mình từng muốn là ai, hoặc mình từng mong trở thành người thế nào, rồi lên kế hoạch hiện thực hóa nó, tận dụng cái thuận may của 2024 này. Là một năm ẩn chứa sự đòi hỏi khéo léo trong con người bản thân bính ngọ, là một năm phải chú ý tới thời điểm thì mới có thể tận dụng nhiều phần. Đầu tiên cần hiểu khi mặt trời chiếu thì càng giữa ngày mới càng chói chang, càng giữa hè mới càng vàng ươm vàng rực, nên đầu 2024 mọi thứ với bính ngọ sẽ chưa hẳn là dễ dàng. Sự không thuận này kéo dài trong tháng 2 âm, đến hết tháng 5 âm mới bắt đầu vào mùa, sau tháng 5 âm là khi thời thông thế thuận, với thiên địa nhân hỗ trợ. Còn trước tháng 5 âm, giản đơn là một bản demo, là một giai đoạn để xử lý tàn dư quá khứ, buông cái cần buông, bỏ cái cần bỏ, lựa chọn cái cần giữ lại. Tập trung và tâm huyết, rèn tâm và luyện tính, thêm kỷ luật, nhiều kỷ cương, bớt cái bất cần, mòn cái cố chấp rồi bắt đầu đi vào đoạn thuận hành. Trong cái đoạn thuận lợi của 2024, gần như là chắc chắn, bính ngọ sẽ xây mạnh được cái nền tảng của mình, sau đấy dựng những tầng nhà nguy nga. Trên cái móng do mình đã khổ cực vun bồi, gọi là khổ cực vì tuy thời thế thông thuận, nhưng cái số của bính ngọ sẽ đòi hỏi sự lấy công làm lãi. Muốn một điểm thì bỏ một phần sức, muốn 10 điểm thì bỏ 20 phần sức lực, chuyển đổi mồ hôi, nhiệt huyết thành những thứ hữu hình về thân. Người ta có câu, sự bất an, vô dĩ chi quân tử, tức không có việc khó, thì biết sao được người quân tử, bính ngọ cũng tức là quân tử, nhiều khi tính hào sảng, phóng khoáng, không toan tính, dám liều lĩnh, chịu cực mà im lặng, chịu khổ mà điềm nhiên, một quân tử như thế ắt sẽ kiên cường mà vượt ỷ, vượt lười, không thẹn với tâm để mặc nhân gian có hiểu lầm. Một quân tử như thế, ắt sẽ không còn chờ hay đợi, vì một chữ đợi sẽ giết chết thời cơ, sẽ làm muộn cái năm mặt trời rực rỡ chiếu rọi này. Nên không cần phải tính toán quá xa, lo toan quá nhiều, bạn còn trẻ, bạn còn nhiệt huyết, bạn còn sức, bạn còn một trái tim quả cảm. Bạn sợ cái gì, năm này là thời điểm chuyển mình, tiến mạnh đấy bạn ơi, dĩ nhiên chờ một xíu, bắt đầu từ giữa năm Giáp Thìn này. Kính thưa quý vị, bính ngọ nạp âm hành thủy, do can bính dương hỏa, ghép với chi ngọ dương hỏa, ta có can và chi cùng đều hành hỏa, năng lượng hỏa kép, bởi ngọ cũng thuộc hành hỏa, nhân đôi tất cả những đặc tính tốt và xấu của người tuổi ngọ, người tuổi bính ngọ thường cực kỳ may mắn, hoặc hết sức không may. Tuy nhiên, khi xét về thiên can, địa chi, ta sẽ thấy can bính dương hỏa, kết hợp với chi ngọ dương hỏa, tạo nên thế tương hòa, tương đắc, sản sinh ra những tài năng lớn. Do đó tuổi bính ngọ không những thông tuệ, mà còn có sự hơn người xuất chúng, là người có đầy năng lực, nền tảng vững chắc, hay gặp may mắn trên đường đời. Tuy nhiên, phần lớn tuổi này tiền vận ít thuận lợi, hậu vận nhiều may mắn suôn sẻ hơn, tuổi này được Thế Chí Bồ Tát hộ mệnh, nên có gặp tai nạn cũng được bình an, có khó khăn cũng được quý nhân giúp đỡ vượt qua. Sức khỏe đa phần tương đối tốt, tuổi này hưởng thọ trung bình từ 75 đến 89 tuổi, nếu ăn ở hiền lương, thật thà, làm nhiều chuyện tốt, tích nhiều phúc đức thì ắt được tăng tuổi thọ, tuổi bính ngọ trời sinh là những người tốt bụng, đáng mến và tràn đầy nhiệt huyết. Bính ngọ cũng có thể tỏ ra kiên quyết và nghiêm khắc khi cần, họ rất thông minh và tự tin, có lẽ đó là lý do tại sao nhiều người trong số họ trở thành lãnh đạo. Khi đảm nhận cương vị người đứng đầu hay ông chủ, tuổi bính ngọ mệnh thủy, được cấp dưới đánh giá cao và yêu quý, trái tim nhân hậu, cùng những đòi hỏi khắt khe là sự kết hợp hoàn hảo, vừa khiến họ được nhân viên quý mến, vừa giúp hoàn thành tốt nhiều công việc. Tuy nhiên, bính ngọ rất dễ bị phân tâm và không phù hợp với những nhiệm vụ phải lập đi lập lại. Họ thích mạo hiểm và hiếm khi chấp nhận sự giám sát từ những người khác, kể cả là từ cấp trên, cuộc sống của bính ngọ không ổn định, họ thường nay đây mai đó, để đạt được thay đổi họ có thể dùng đến vũ lực và sức mạnh ý chí tuyệt đối. Tính cách độc đoán có thể khiến họ thành công lớn hoặc thất bại thảm hại, sở hữu trí tuệ tuyệt vời và sức hút mãnh liệt, bính ngọ được người khác giới rất quý mến, nhưng họ thường chỉ chú ý tới một người và hạnh phúc với cô bác bạn đời đã chọn, biết cách quản lý tiền bạc, bính ngọ khá may mắn về mặt tài chính. Các tuổi hợp với bính ngọ gồm có canh tuất, nhâm tuất, mậu tuất, nhâm dần, giáp dần, canh dần, nhâm ngọ,
Giáp Ngọ và các ngũ hành là Kim, Thủy, Mộc, còn tuổi xung khắc, Bính Ngọ kỵ với tuổi Canh Tý, Mậu Tý và các mạng Thổ, Hỏa, mang hàng Can, Nhâm, Quý. Tổng quan tử vi năm 2024 tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, dựa trên mối tương quan với can chi ngũ hành giữa đương số và lưu niên Giáp Thìn, đồng thời xét các tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mạng mà định các khung cắt trên các phương diện cuộc sống của tuổi Bính Ngọ năm Giáp Thìn, cụ thể như sau. Tử vi tuổi Bính Ngọ năm Giáp Thìn nhận định, con đường sự nghiệp của đương số không quá thuận lợi do phải chịu tác động lớn của cục diện phá thái tuế. Vì thế, cần phải hết sức cẩn trọng trong mọi việc, tránh chủ quan lơ là, dù là trong công việc quen thuộc đi chăng nữa. Thời điểm đầu năm, đặc biệt là tháng 2, tháng 3, bản mệnh thường gặp bất hòa với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí kẻ tiểu nhân còn xuất hiện cố tình gây phiền phức cho bản mệnh, khiến công việc tiến triển khó khăn hơn so với dự tính. Đây là lúc cô bác cần tỉnh táo để phân biệt rõ ràng ai là người thật sự tốt với mình và ai là kẻ luôn tìm cách tiếp cận rồi ngấm ngầm gây họa. Khi đã tìm ra được gốc rễ của mọi vấn đề, Bính Ngọ nên bình tĩnh để có cách giải quyết mọi việc cho hợp lý. Ngoài ra, cô bác cũng cần phải chú ý hơn trong việc lắng nghe ý kiến của mọi người, giữ vững chính kiến của mình là tốt, song nếu bảo thủ, không biết tiếp thu ý kiến thì không phải là hay. Chính con giáp này cũng không muốn mình mãi dậm chân tại chỗ đâu có đúng không ạ? Hãy tin rằng sự cố gắng của cô bác sẽ luôn được đền đáp xứng đáng. Dù đầu năm, bản mệnh gặp phải không ít những khó khăn, nhưng sau đó nhờ có thái âm cát tinh soi đường chỉ lối, tuổi Bính Ngọ sẽ dần dần bắt kịp được với guồng quay công việc. Lại thêm cát tinh chính quan cho thấy sự nỗ lực của cô bác luôn được nhìn nhận và đánh giá chính xác. Cuối năm, cô bác có cơ hội được khen thưởng, thậm chí thăng quan nếu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hơn nữa dù trong hoàn cảnh nào, hãy luôn giữ thái độ hòa nhã với mọi người, không đẩy các mâu thuẫn lên cao, khiến mối quan hệ và công việc lâm vào bế tắc. Xem tử vi năm Giáp Thìn, vận trình tài lộc của người tuổi Bính Ngọ cũng không mấy sáng sủa, cục diện Thìn Ngọ tương phá, khiến cô bác vấp phải nhiều khó khăn. Các kế hoạch đặt ra từ đầu năm khó đạt được kết quả như ý. Với người làm công ăn lương, bản mệnh thường xuyên bị kẻ tiểu nhân phá hoại, khiến công việc tiến triển khó khăn. Đặc biệt là thời điểm đầu năm, công việc không đạt được tiến độ như yêu cầu, ảnh hưởng tới tài lộc dậm chân tại chỗ, ít người nhận được tiền thưởng hoặc cơ hội tăng lương. Với người làm đầu tư kinh doanh, bản mệnh phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt tới từ đối thủ, thậm chí có kẻ còn tìm cách hãm hại cô bác, đẩy cô bác vào cảnh hao tốn tài của. Vì thế con giáp này cần phải cẩn thận trước mọi lời mời gọi đầu tư của người khác, đặc biệt nếu đối phương là người mà cô bác không hiểu rõ. Đồng thời hãy luôn phân tích cẩn trọng trước khi đưa ra các quyết định đầu tư, đó có thể là một cái bẫy do kẻ xấu sắp đặt sẵn để chờ cô bác nhảy vào. Trong cuộc sống hàng ngày, hãy luôn chú ý quản lý tiền bạc chặt chẽ, chớ phung phí cho những hoạt động không cần thiết. Tốt nhất hãy luôn có kế hoạch chi tiêu rõ ràng và để dành một khoản tiết kiệm để phòng sự cố bất ngờ. Đến cuối năm, vận trình có dấu hiệu hòa hoãn hơn, chính tài cát thần phát huy tối đa vai trò phù trợ, giúp những ai làm ăn chân chính sẽ được đền đáp tương xứng. Đương số có thể thu được lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó, cô bác nên sử dụng khoản tiền này một cách thông minh vào những mục đích cụ thể, tránh chỉ nghĩ tới việc chơi bời, hưởng thụ hoặc tham gia vào các trò chơi đỏ đen, kẻo tiền mất tật mang. Đáng buồn là con đường tình cảm gia đạo của người tuổi Bính Ngọ cũng phủ một màu ảm đạm, ngũ hành tương khắc ảnh hưởng tới cả những người đã lập gia đình, cũng như những người còn đang độc thân. Với người đã lập gia đình, vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn vì những quan điểm không trùng lặp, ai cũng cho rằng bản thân mình là đúng, nên chẳng bao giờ chịu nhường nhịn nhau. Sự thiếu lắng nghe, thiếu thông cảm khiến cho mối quan hệ ngày càng trở nên lạnh nhạt. Chưa dừng lại ở đó, quan hệ cha mẹ và con cái trong nhà cũng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, có thể những khác biệt thế hệ khiến đôi bên khó có thể hiểu được nhau. Nếu ai cũng chỉ khăng khăng giữ cái tôi của mình, thì khó có thể duy trì được bầu không khí yên ấm trong gia đình. Tuy nhiên, mọi việc vẫn có thể cứu vãn, nếu cô bác chịu thay đổi bản thân, nếu vẫn còn coi trọng gia đình, cô bác nên học cách đặt vị trí mình vào vị trí của đối phương. Để có một cái nhìn hành xử hợp lý hơn, khi biết quan sát dưới nhiều góc độ khác nhau, cô bác sẽ thấy mọi việc chẳng còn khó giải quyết như tưởng tượng nữa. May mắn là người tuổi Bính Ngọ không gặp quá nhiều vấn đề về sức khỏe trong năm Giáp Thìn, đa phần mọi người duy trì được thể trạng khỏe mạnh. Dù có gặp khó khăn cũng không quá bi quan và suy sụp, để có thể duy trì được tình trạng này, cô bác nhớ xây dựng cho mình một lối sống khoa học, giảm thiểu các hoạt động tiệc tùng không cần thiết. Tuy nhiên, trong một năm thì sẽ có những tháng tốt và những tháng xấu, nên vận trình từng tháng cũng theo đó mà khác nhau. Vậy cô bác tuổi Bính Ngọ sẽ gặp phải những tháng xui xẻo,
sẽ gặp nhiều tai ương vận hạn khi nào trong năm Giáp Thìn và làm cách nào để gặp hung hóa cát, may mắn tài lộc ùa về thì xem ngay luận giải chi tiết dưới đây nhé. Đầu tiên là tháng 4 âm lịch, nguyệt lệnh kỷ tỵ. Tử vi tháng 4 âm lịch của người tuổi Bính Ngọ có bố cục đinh hỏa khắc thủy, là thiên quan khắc thiên quan, lại thêm cả nguyệt lệnh rơi vào đất tuyệt, hung khí tăng mạnh. Vận tiểu nhân trong tháng khá vượng, làm gì cũng có cảm giác khó thành khi liên tục bị cản trở, đường sự nghiệp tiến lùi đều gặp bất lợi, mưu sự gì cũng phiền não, đau khổ về chuyện con cái. Nữ mạng còn bị chồng gây họa, mà làm liên lụy dẫn tới tính tình người này trở nên cực đoan hay hành động hồ đồ, bất lợi cho vận trình của mình. Ngoài ra, nam nữ đều gặp họa mất tiền, tháng này dù được thiên đức cát tinh chiếu mệnh, nhưng năng lực cho đủ để xua tan vận xui đeo bám của bản mệnh. Thời điểm này, bạn vẫn phải tự thân nỗ lực mới mong có cơ hội chuyển mình, đừng dựa dẫm vào vận may. Hay bất cứ ai, nếu không muốn nhận lại chỉ toàn thất vọng, nhớ chú ý xe cộ trong tháng, có thể gặp phải những điều không hay. Hướng vượng là hướng Bắc và Đông Nam, màu may mắn là màu đen và màu vàng. Tháng 8 âm lịch, nguyệt lệnh Quý Dậu. Tử vi tháng 8 âm lịch của người tuổi Bính Ngọ lại là một quãng thời gian vất vả của tuổi này, do thiên can tháng là Tân Kim, tương khắc với Giáp Mộc, tạo thành bố cục thiên quan hóa tài, đồng thời nguyệt lệnh là Dậu Kim, còn tương phá bản mệnh Ngọ Hỏa, song Thái Tuế và nguyệt lệnh có còn tương xung, tạo nên bố cục thiên tài phá hoại ấn. Ngoài ra, trong tháng cục diện có thể thấy, vận trình của bạn nhiều thành công mà cũng có nhiều thất bại, do bản mệnh là một người khá cá tính, nên cách cư xử khá khác biệt, tuy nhiên làm việc thì tính toán quá nhiều, tâm tư sâu xa, tự biến cơ hội tốt thành mây khói, đôi khi tự hủy hoại vận sự nghiệp của mình. Đối với phương diện tiền bạc trong tháng, người tuổi Bính Ngọ không được thuận, cơ bản phải tiêu pha nhiều, ngoài ra, trong nhà cũng có thể gặp phải chuyện muộn phiền đưa tới. Hướng vượng là hướng Tây và hướng Nam, màu may mắn là màu trắng và màu hồng. Tháng 10 âm lịch, nguyệt lệnh Ất Hợi. Tử vi tháng 10 âm lịch của người tuổi Bính Ngọ có cục diện thiên quan đồng vượng trong tháng 10 âm lịch. Tuy nhiên, địa chi nguyệt lệnh và thái tuế tam hợp mộc cục và ám hợp với bản mạng. Nhưng đây không phải là một tháng may mắn với bạn, bởi thiên quan hay còn gọi là thất sát, vốn là một hung thần. Đồng thời khi nó xuất hiện, lại tọa tại vương địa, thì sẽ khiến tâm lý con người biến đổi. Người tuổi Bính Ngọ sẽ trở nên cực đoan và hay suy nghĩ tiêu cực. Song công việc của bạn làm gì cũng có động lực và sai sót. Nam mạng thì ưu phiền về tiền bạc, nữ mạng thì sầu vì sức khỏe và tình cảm gia đình. Đặc biệt sức khỏe của tuổi này trong tháng 10 âm lịch không được tốt, dễ bị đau ốm hay bệnh tật, người tuổi này nên lưu tâm, vì có thể điều trị lâu ngày khó khỏi. May mắn trong tháng có nguyệt lệnh lâm đất dưỡng, báo hiệu vận khí sẽ dần có khởi sắc, mệnh chủ càng chăm chỉ và nỗ lực, thì vận trình tài lộc càng có xu hướng tăng tiến rõ rệt. Hãy kiên trì theo đuổi mục tiêu, làm việc mình yêu thích, đừng bỏ dở giữa chừng chỉ vì một vài khó khăn trước mắt. Hướng vượng là hướng Nam và Đông Bắc, màu may mắn là màu hồng và màu xanh. Tháng 12 âm lịch, nguyệt lệnh Đinh Sửu. Tử vi tháng 12 âm lịch của người tuổi Bính Ngọ tương đối khó khăn vất vả. Trong tháng cuối năm này, có bố cục thiên ấn tương sinh với thiên quan, nguyệt lệnh tương khắc thái tuế và tương hại bản mệnh. Theo đó, vận trình của bạn có nhiều thành mà cũng có nhiều bại. Cần đi làm ăn xa gây dựng mới mong có sự cải thiện, nhưng vận trình mệnh chủ nên an phận thủ thường thì hơn. Đặc biệt trong tháng cuối năm này, khối lượng công việc khá lớn, nhưng đổi lại thành quả nhận về cũng rất tương xứng. Chỉ cần bản mệnh xông xáo và chủ động hơn trong mọi công việc, ngoài ra cũng cần phải bình tĩnh để làm từng việc một, càng sốt ruột hoảng loạn thì càng dễ mắc sai lầm. Nhìn chung, đây là lúc bạn cần đầu tư nhiều thời gian và công sức hơn vào những công việc mình đang làm nếu muốn nhận về thành quả tốt đẹp. Về phương diện tài lộc, tháng này không phải Bính Ngọ không có cơ hội gia tăng thu nhập. Sự xuất hiện của một số cát tinh vẫn mang tới cho bạn các khoản thu bên lề. Tuy nhiên do vận khí ẩn tàng hung họa, bản mệnh sẽ phải rất vất vả để giữ được tiền trong tay. Nếu biết tích góp và chi tiêu hợp lý, bạn vẫn có thể xoay sở ổn thỏa cho cuộc sống hàng ngày và thực hiện được các kế hoạch sắm sửa đón Tết. Về phương diện tình cảm, có thể thiếu hòa khí, gây ra lục đục mâu thuẫn trong gia đạo, thậm chí có thể gặp phải chuyện buồn trong tháng, sức khỏe cũng có dấu hiệu đi xuống. Áp lực tinh thần quá lớn khiến sức khỏe của con giáp này giảm sút đáng kể. Bạn nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi thư giãn đầu óc, suy nghĩ tích cực hơn, để thấy cuộc sống không bế tắc quẩn quanh. Chỉ khi nào tinh thần ổn định, lúc ấy sức khỏe cũng như các phương diện của bản mệnh mới được cải thiện. Hướng vượng là hướng Đông Bắc và Tây Nam, màu may mắn là màu vàng và màu xanh lục. Tuy nhiên, tuổi Bính Ngọ cũng sẽ có cơ hội làm giàu trong năm Giáp Thìn. Xem ngày tháng phát tài của tuổi Bính Ngọ,
sinh năm 1966, dưới đây nhé. Đầu tiên là tháng 5 âm lịch, Nguyệt lệnh Canh Ngọ. Tháng 5 âm lịch này, tuổi Bính Ngọ có nhiều cát tinh cao chiếu, vận trình tháng khởi sắc, giúp xua tan mây mù ảm đạm từ tháng trước, hầu hết các phương diện từ công việc, tài lộc, tình duyên của con giáp này đều có tin vui báo về, công việc sẽ có quý nhân tương trợ, nhờ gặp được Tam Hội Thái Tuế, đối phương có thể là đồng nghiệp, cấp trên, là một người bạn cũ. Nhìn chung, những cuộc gặp gỡ trao đổi trong tháng này đều có thể đem tới những lợi ích cho Bính Ngọ, tạo điều kiện để con giáp này chạm tay tới mục tiêu của mình. Mọi việc có chiều hướng đi lên, nhân lúc này hãy tiến hành những việc quan trọng hoặc dự định ấp ủ từ trước đó vì khả năng thành công rất cao. Trong quá trình thực hiện có thể gặp trở ngại, nhưng với các điều kiện thuận lợi này, bạn sẽ giúp đỡ được rất nhiều. Để có thể vượt qua khó khăn không cần phải lo nghĩ nhiều, tiền bạc cũng không phải vấn đề đối với người tuổi Bính Ngọ trong tháng được tài tinh chiếu mệnh như này. Người làm ăn kinh doanh có thể mở rộng được thị trường hoặc mở rộng được đối tượng khách hàng, nhờ thế mà buôn may bán đắt hơn hẳn. Về phương diện tình cảm vợ chồng hòa thuận, những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải, sức khỏe của bạn không có gì phải đáng lo, tuy nhiên, vẫn nên duy trì chế độ ăn uống, ngủ nghỉ và tập luyện khoa học, công việc bận rộn càng cần phải có nền tảng thể chất đảm bảo mới đáp ứng được cường độ làm việc cao. Nhìn chung, vận trình người này sẽ khởi sắc tươi sáng hơn những tháng trước, do cục diện đại vận thì ưu điểm lớn nhất của bạn chính là dám nghĩ, dám làm, đồng thời làm việc trong mềm ngoài cứng, biết tiến biết lùi đúng lúc. Bản mệnh cũng là người quyết đoán, quả cảm, dám ước mơ và dám hành động để chạm tay tới ước mơ của mình. Hướng vượng là hướng Nam và Tây Bắc, màu sắc may mắn là màu bạc và màu ánh kim. Kế đến là tháng 6 âm lịch, Nguyệt lệnh Tân Mùi. Bước sang tháng 6 âm, người tuổi Bính Ngọ đón khá nhiều tin vui tích cực, cát vận tăng tiến nhanh chóng, hung vận đẩy lùi ra xa, trả lại cho bản mệnh sự tự tin và cảm giác nhẹ nhõm nhờ chính những nỗ lực bền bỉ của bạn trước đó, được tam hợp cục hậu thuẫn, thêm cả các tinh chủ về công danh chiếu mệnh. Sự nghiệp tuổi Bính Ngọ trong tháng 6 này sẽ tràn đầy may mắn, mọi nỗ lực sẽ được đền đáp và chinh phục được những nấc thang quan trọng, những việc bạn làm đều được ghi nhận và đánh giá xứng đáng. Nếu đang muốn thực hiện việc gì đó quan trọng thì bạn có thể chọn thời điểm này để tiến hành, chẳng những vậy vận trình tài chính đang trên đà tăng tiến, có thể một lần nữa khẳng định rằng may mắn đang đứng về phía con giáp này, do đó, dù là người làm ăn kinh doanh hay làm công ăn lương đều sẽ được gặp nhiều thuận lợi, có điểm gia tăng tài sản. Hướng vượng là hướng Tây Nam và hướng Nam, màu sắc may mắn là màu xanh và màu đen. Tháng 7 âm lịch, Nguyệt lệnh Nhâm Thân. Tử vi tháng 7 âm lịch của người tuổi Bính Ngọ rơi vào bố cục Canh Kim, tương sinh ngũ hành Bính Ngọ mệnh Thủy, theo đó đây là cục diện chính tài sinh thiên quan. Nguyệt lệnh và thái tuế còn ám hợp, nên người tuổi này sẽ có một tháng mới bình an và may mắn, lại thêm bố cục chính tài và thất sát, hay còn gọi là thiên quan, hấp dẫn lẫn nhau, bản mệnh làm việc coi trọng nguyên tắc là tín dụng, nên dễ được mọi người yêu quý mà đề bạt lên chức vụ cao. Trong chuyện kinh doanh hay người làm văn phòng, đều có thành tựu dễ nắm thực quyền, theo đó nam mệnh được nửa kia tương trợ, nữ có được chồng hiền, nửa kia thông minh độ lượng, có chức vụ trong xã hội. Ngoài ra trong tháng 7 âm lịch, âm và dương phù trợ bản mệnh nên mọi việc đều có thể chuyển từ hung thành cát, chính vì thế người tuổi này cũng không nên suy nghĩ và lo lắng quá nhiều. Hướng vượng là hướng Nam và hướng Tây, màu sắc may mắn là màu trắng và màu hồng. Tháng 9 âm lịch, Nguyệt lệnh Giáp Tuất. Tháng 8 xui xẻo bao nhiêu thì tử vi tháng 9 âm lịch của người tuổi Bính Ngọ lại càng may mắn gấp bội, theo đó bố cục chính quan tọa thiên tài, đồng vượng với thủy. Đồng thời Nguyệt lệnh Tuất Thủy và Ngọ Hỏa tam hợp hỏa cục, song Nguyệt lệnh và Thái Tuế còn tương hợp vô cùng tốt, đây là cục diện thương quan phối chính quan tọa thiên tài. Tháng này cũng được coi là bố cục thập toàn thập mỹ, vận sự nghiệp của bạn đón nhận đều thay đổi tốt, có thể bản mệnh sẽ vô cùng nổi tiếng vì là người trọng chữ tín, vừa linh hoạt nhưng cũng đi theo nguyên tắc chung. Được quý nhân phù trợ, bên cạnh đó, nữ mạng thì sức khỏe nửa kia rất tốt, tuy nhiên nam mạng thì cần đề phòng vướng họa tiền bạc mất mát cho nữ nhà. Nhìn chung, tử vi năm 2024 tuổi Ngọ cho hay, đây là tháng người tuổi Ngọ có lộc đưa tới về đường tiền bạc. Do đó tài chính tương đối tốt, nhưng người này không nên có sự thay đổi sự nghiệp trong năm vì chủ không tốt. Hướng vượng là hướng Nam và Đông Bắc, màu sắc may mắn là màu hồng và xanh lục. Tháng 11 âm lịch, Nguyệt lệnh Bính Tý. Tử vi tháng 11 của tuổi Bính Ngọ dự báo, con giáp này có thể nhận được nhiều sự hỗ trợ từ vận trình vượng khí của mình, nhiều kết tinh vây quanh gánh nặng trên vai bản mệnh được giảm bớt đáng kể,
lục hợp xuất hiện mở ra rất nhiều sự hanh thông và thuận lợi cho các kế hoạch của tuổi Bính Ngọ. Công việc cứ tiến hành theo kế hoạch thì không phải gặp trở ngại gì. Hơn nữa, bản mệnh còn có quý nhân trợ giúp nên có thể mạnh dạn đầu tư lĩnh vực mới hoặc tiến hành dự định ấp ủ từ lâu thì tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Vận khí đương lên, bạn cần tích cực vươn lên, chủ động nắm bắt cơ hội tốt, chỉ cần bản mệnh cầu tiến, cần mẫn trong công việc, mọi thứ sẽ tiến triển theo đúng dự liệu của bạn. Dù vậy, Bính Ngọ vẫn cần lấy ổn định làm trọng, không được nóng vội, khiến cho vận may tan biến, sẽ rất dễ hỏng việc. Tháng này chính tài có phần nhỉnh hơn thứ tài, do công danh sự nghiệp của người làm công việc cố định có nhiều sự khởi sắc, việc kinh doanh túc tắc vẫn có các khoản thu về đều đặn. Song muốn phát tài lớn thì vẫn chưa phải thời cơ, nhưng dù bản mệnh đang làm trong lĩnh vực nào cũng nên tự chủ, chi tiêu có kế hoạch để tránh tình trạng tiền vừa vào túi đã ra ngay. Tháng này thể trạng của người tuổi Bính Ngọ được dự báo là rất tốt, sức khỏe được đảm bảo, hầu như không mắc bệnh tật nào đáng lo. Dù vậy bạn vẫn nên cố gắng duy trì lối sống khoa học, ăn uống đầy đủ, rèn luyện thể dục thể thao đầy đủ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Hướng vượng là hướng đông và đông nam, màu sắc may mắn là màu xanh và màu vàng. Quý cô bác Bính Ngọ thân mến, có những con đường bạn biết mình sai nhưng lại ngại không chuyển hướng, có những việc bạn biết cần làm nhưng cứ để thời gian trôi qua. Cứ thế mỗi ngày một chút thôi, tưởng chừng chẳng đáng chi, khi nhìn lại mới thấy ngỡ ngàng rằng thời gian trôi nhanh như chớp mắt, tuổi xế chiều chẳng cứu vãn được gì. Khi còn trẻ, bạn sẽ gặp nhiều cám dỗ mê hoặc, nếu không tỉnh táo minh bạch thì đến một lúc nào đó bạn bỗng tỉnh ngộ, chợt nhận ra mình đã quá tuổi rồi. Một đời trôi qua mang đầy nuối tiếc, có nhiều người sống như đang diễn một vở kịch cho người khác, chạy theo số đông, không biết điều mình thực sự mong muốn là gì. Người ta học tập tôi cũng học tập, người ta làm việc tôi cũng làm việc, người ta vui chơi tôi cũng vui chơi, cứ như vậy sao đạt được thành quả to lớn. Muốn vượt xuất lên để có sự nghiệp thành đạt thì bạn cần nỗ lực hơn những gì bạn thường thấy trong những mảnh đời thụ động. Nhất là khi bạn còn trẻ, hãy tận dụng thời gian, sức khỏe và ý chí của tuổi trẻ để nhanh chóng thiết lập cho mình một kế hoạch lâu dài và từng bước kiên trì thực hiện. Dẫu con đường có nhiều chông gai, nhưng bão tố sẽ hun đúc anh tài, kiên cường tiến tới ắt sẽ có được thành công. Có rất nhiều người vì con cái của mình mà hy sinh tất cả, chịu đựng tất cả thương đau và tủi nhục, nâng niu con từng chút một, bao bọc con trong nhung lụa, chiều chuộng con đến từng bước đi, nhưng họ không nhận ra rằng họ quên dạy con cách đứng vững trước đường đời, quên dạy con cách tự bước đi khi không có người nâng đỡ, quên dạy con cách cho đi thay vì chỉ nhận lại. Tình yêu mù quáng khiến đứa trẻ chỉ biết nghĩ cho bản thân, ích kỷ và yếu đuối. Có nhiều người mong con mình sẽ trở thành người tài giỏi, ai cũng nghĩ học ít thật là điều tồi tệ và đáng xấu hổ nhất. Nhiều người ép con học thật nhiều, học trên lớp rồi và học thêm tràn lan dù con không mong muốn. Học nhiều khiến trẻ phải chịu những áp lực không đáng có ở cái tuổi cần được khám phá thế giới, cần được vui chơi và rèn luyện cách sống văn hóa ứng xử. Chúng ta có đang biến con mình thành cỗ máy thụ động, nhồi nhét hàng loạt kiến thức mà không biết tương lai có còn nhớ, một cỗ máy với tâm hồn yếu đuối, chỉ biết học mà không có kỹ năng sống, hay thậm chí yếu cả về văn hóa ứng xử. Tuổi trẻ mà không biết trân quý, đến già hối hận thì cũng đã muộn rồi, say rượu mới biết rượu nặng, yêu rồi mới biết tình nặng. Về phương diện tình cảm, vĩnh viễn là khi có được rồi thì thường có biết trân quý, lúc mất đi rồi mới tiếc nuối khôn nguôi. Có bao nhiêu tiền cũng không mua được sức khỏe, không có một thân thể tốt, thì giàu đến đâu cũng phải sống những ngày đau khổ ốm yếu. Lúc còn trẻ không biết trân trọng sức khỏe, cứ thoải mái ăn uống vô độ, thuốc lá, rượu chè, khi về già ốm đau bệnh tật tự trách mình liệu ích chi. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.